Xin chào quý anh cô chú, quý anh chị và các bạn nha. Và sau đây mọi người có thể chiêm ngưỡng được cuộc trò chuyện giữa người Việt và người Phi dùng ngôn ngữ tiếng Trung của Đài Loan trò chuyện mọi người. Mọi người có thấy chưa? Nửa này nửa kia thấy chưa? Nhưng mà nghe cũng hiểu là bạn ấy muốn nói gì nhé mọi người. Em thì em cũng dở về tiếng cách nói chuyện lắm. Nhưng mà em sang đây thì em được cái là em viết và em học nghề này nghề nọ, em học rất là nhanh. Còn những cái cách nói chuyện á thì do là em là người Việt Nam và người miền Nam á, nên mình nói chuyện cũng hơi cứng. Nhưng mình nói ra nó không có được lưu loát và không có đánh lưỡi được giống như cái người Trung gốc Hoa, người Việt gốc Hoa hay là người Đài Loan bên này á, người ta nói chuyện người ta đánh lưỡi rất là hay, còn em là em đánh không được nên em nói chuyện rất là dở. Em được có cái là em viết được và em học những cái gì đó em học rất là nhanh thôi, chứ còn nói chuyện thì em rất là dở. Thôi thì mọi người cũng đừng có để ý tới cách nói chuyện của em có lưu loát hay không, mà mọi người hãy hôm nay em chia sẻ về cái cách hớt tóc nam mà nhé. Mọi người hãy để ý những anh chị nào mà có làm ở trong ngành tóc hay gì đó, tuy là em không phải giỏi, nhưng mà em cũng chia sẻ cho những bạn mà mới học nghề dùng thêm cái cách của em như thế này thì rất là nhanh và rất là đẹp nha mọi người. Mọi người hãy chú ý những động tác của em làm nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Thank you.
Thank you.